Trận cầu đinh giữa Manchester United và Chelsea ở vòng 6 Premier League đã kết thúc mà không có bất cứ bàn thắng nào được ghi. Sự thận trọng đến trên mức cần thiết của hai đội khiến khán giả phải buồn ngủ trong suốt 90 phút tại nhà hát của những giấc mơ. Nhưng bóng đá 24h.vn và trên The Pitch sẽ vẫn gửi tới quý vị và các bạn nhận định chính về cuộc đụng độ này, bên cạnh một vài điểm nhấn đáng chú ý mà chúng ta nên nắm rõ. Nào, hãy cùng bắt đầu ngay thôi! So với trận thắng PSG hồi giữa tuần, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã thay đổi sơ đồ 3-5-2 thành 4-2-3-1 để tiếp đón Chelsea. Tuy nhiên, việc bố trí Scott McTominay và Fred chờ đội hình xuất phát chính là tư tưởng chắc chắn đến từ phía đội chủ nhà. Bên cạnh đó, trung vệ Harry Maguire đã kịp thời trở lại để đá cặp với Victor Lindelof. Còn lại Juan Mata sau màn thể hiện tốt trước Newcastle cũng tiếp tục được trao cơ hội bên hành lang cánh phải. Phía đối diện là Daniel James, hỗ trợ cho Marcus Rashford là ở trung tâm. Riêng tân binh Edinson Cavani chỉ được đăng ký trong danh sách dự bị và Alex Telles thậm chí không có cơ hội tham gia. Về phía các vị khách Chelsea, huấn luyện viên Frank Lampard quyết định chọn sơ đồ 3-4-3 chắc chắn như chính lời ông phát biểu trước trận. Vị thuyền trưởng người Anh cũng đưa ra nhiều sự điều chỉnh so với trận hòa 3-3 trước Southampton vào cuối tuần trước, sau trẻ Rhys James trở lại bên hành lang cánh phải. Nghĩa là Thiago Silva, Zuma sẽ hợp với Aspilicueta tạo thành bộ ba trung vệ án ngữ trước mặt Edouard Mendy. Trong khi đó, Christian Pulisic cũng được trao cơ hội để thay thế cho Mason Mount trên hàng tấn công, bên cạnh Timo Werner và Kai Havertz. Trong một đêm mưa nặng hạt, hai đội càng có thêm lý do để nhập cuộc đầy thận trọng và không vội vàng cho việc đẩy cao tốc độ tấn công trong những phút đầu trận. Nhưng sau những phút đầu chơi thu mình, các vị khách Chelsea dần triển khai bóng mạch lạc hơn và đúng là họ chơi ấn tượng so với màn trình diễn ở mức trung bình của đội chủ nhà Manchester United, mặc dù không một bên nào tạo ra được cơ hội ăn bàn 10-10. Khi trận đấu duy trì ở mức độ buồn tẻ, thủ thành Edouard Mendy đã tạo không khí vui nhộn hơn với tình huống xử lý ngớ ngẩn khiến cổ động viên Chelsea thót tim. Tân binh người Senegal thực hiện đường truyền cho Rhys James bên cánh phải, nhưng suýt chút nữa nó lại trở thành bàn phản lưới nhà. Sau đó vài phút, các học trò của huấn luyện viên Frank Lampard bất ngờ có cơ hội mở tỷ số trận đấu. Sau pha xử lý lỗi của Fred ở khu vực nhạy cảm, đội trưởng Mỹ Christian Pulisic đã có cơ hội và tung ra một cú dứt điểm khá nguy hiểm, nhưng Victor Lindelof đã kịp thời ngăn chặn khiến bóng bay ra ngoài trong gang tấc. Nhưng khi nói về sai lầm thì Chelsea chẳng kém Man United. Phút 35, tứ lợi Jorginho chơi hớ hình giúp Rashford bắt tốc độ thoát xuống sau đường truyền của Juan Mata để có cơ hội đối mặt với Mendy. Tuy nhiên, cú đá chìm của tiền đạo người Anh đã không thể chiến thắng được thủ môn cao đến 1m97. Sóng gió chưa lắng xuống khi Juan Mata tiếp tục có cơ hội tung ra cú đá cực hiểm, nhưng một lần nữa gã khổng lồ bên phía Chelsea cản được. Dù đó là một tình huống mà công nghệ VAR đã vào cuộc xem liệu Kante có phạm lỗi với Rashford hay không. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa đúng với những gì đã diễn ra trên sân Old Trafford. Sau giờ nghỉ, thế trận thực tế chẳng có nhiều sự khác biệt. Nhưng kể từ khi Paul Pogba vào sân, Man United bắt đầu chơi trên sân của Chelsea trong khoảng 20 phút cuối. Đội chủ nhà có thể sẽ thắng nếu Mendy không quá xuất sắc ở các pha cản phá cuối cùng. Nhưng dù sao thì hai đội cũng xứng đáng với kết quả hòa không bàn thắng. Dự liệu về một trận đấu tẻ nhạt đã được giới chuyên môn đánh giá từ trước, vì chính Lampard thừa nhận Chelsea sẽ chơi thực dụng và ông cũng không tin Man United dám đá tấn công. Do đó cả Man United cũng như đối thủ của họ sẽ chẳng thể nói rằng mình xứng đáng thắng. Nhưng như đã nói, chúng ta có vài điều căn bản sau cuộc đụng độ ở Old Trafford. Đầu tiên, người ta sẽ thắc mắc vì sao công nghệ VAR lại bỏ qua tình huống kẹp cổ Cesar Aspilicueta của Harry Maguire. Mùa trước, trung vệ sinh năm 1993 đạp vào hạ bộ của Michy Batshuayi và vẫn bình an vô sự. Còn bây giờ thì thậm chí các trọng tài còn chẳng thèm để ý tới pha va chạm gây tranh cãi đó bên trong vòng cấm địa của Man United. Về pha bóng này, cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink khẳng định các trọng tài đã sai lầm khi không thổi phạt đền. Anh chia sẻ, đó 100% là quả penalty cho Chelsea, Harry Maguire đang bóp cổ Cesar Aspilicueta. Anh ấy đổi phương dậm lên bật nhảy bằng cách dồn sức nặng lên vai của Cesar. Trong khi đó, cựu hậu vệ Patrice Evra cũng chung ý kiến với Hasselbaink. Anh phát biểu, tôi từng xem đấu vật và thậm chí Hulk Hogan cũng sẽ thực hiện động tác này trong môn WWE. Đây là một quả phạt đền rõ ràng và đó là lý do tại sao chúng ta có thể nói cả ngày về VAR. Thứ hai, khán giả có thể cảm thấy Edouard Mendy chơi hay nhất trận này, nhưng bóng đá 24h.vn và trên The Pitch muốn đánh giá cao vai trò của lão tướng Thiago Silva trong việc điều tiết thế trận từ tuyến dưới. Sự khác biệt mà trung vệ người Brazil tạo ra so với Andreas Christensen là điều dễ dàng nhận thấy, mặc dù những điều đó không nổi bật như một vài tình huống highlight ngay trước mắt người xem. Thiago Silva chính là người đạt tỷ lệ thành công lên đến 94% trong tổng số 82 đường chuyền. Thống kê này cao nhất trên sân và giúp cho Chelsea giảm bớt gánh nặng đáng kể cho Ben Chilwell bên phía cánh trái. Chưa kể, chỉ Harry Maguire mới sánh ngang lão tướng Nam Mỹ ở khả năng giải vây với 6 lần thực hiện thành công. Thứ ba, người xuất sắc có thì người tệ hại cũng phải có. Vâng, Daniel James thêm một lần nữa gây thất vọng khi được ông thầy Ole Gunnar Solskjaer bố trí đá chính. Trong một ngày Anthony Martial bị treo giò, tiền đạo người xứ Wales không thể nắm bắt cơ hội và sẽ phải trở lại ghế dự bị trong thời gian tới. Đối với Chelsea, bộ ba tấn công Timo Werner, Kai Havertz và Christian Pulisic cũng có một trận đấu dễ sức.
Bằng chứng là họ đều phải rời sân để nhường chỗ cho những nhân tố khác trong hiệp thi đấu thứ hai. Có lẽ huấn luyện viên Frank Lampard sẽ phải mất nhiều thời gian nhằm cải thiện sự hòa nhập của các học trò. Qua đó giúp Chelsea chơi gắn kết hơn nữa với tiềm năng lớn từ đội hình trẻ trung này. Như đã nói, kết quả hòa đánh giá đúng cục diện của trận đấu tại Old Trafford. Lampard chơi bài ngửa và vô tình khiến cuộc đụng độ mất đi tính hấp dẫn vốn có. Nhưng dù sao thì Man United cũng như Chelsea sẽ phải hài lòng với một điểm bởi màn trình diễn mà họ tạo ra không xứng đáng để giành chiến thắng chung cuộc.